Đấy, thêm cái mặt đường này nữa nhá. Mặt đường thì tính hàng cây số. Mặt đường này thì ôm hết đất của mình, cũng là khu dân cư trong này. Đó, đó đất của mình 3 phần luôn. Phần bên này, phần giữa và phần bên kia. Bên kia đồi cũng là đất, bên kia đồi cũng là đất của mình. Đấy, cái con đường rất là rộng này. Xe máy người ta đi này. Đấy, mình hai mặt tiền bên này và bên kia luôn. Đấy, toàn bộ cái ao của mình đây. Một ao bên này, một ao ở giữa đất này. Và hai cái ao ở khúc bên đằng kia nha. Đó, còn bên kia mình có một cái căn nhà xây nữa. Đây này, cái căn nhà này của mình luôn này. Em bay flycam thì em cũng...
Vâng, em xin chào cô bác và anh chị nhá. Hôm nay thì em đang có mặt tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất có tổng diện tích là khá là lớn nhá. Là 8 hecta, hơn 80.000 m2 đó các bác. Hơn 8 hecta. Thì lô đất này toàn bộ là ao nước, rồi đất của mình khoảng 4 đến 5 cái ao ấy nhá. Ao cá thì tính bằng tấn các bác nhá. Đó, ao lớn luôn. Đường điện, trụ điện các thứ này. Là đường điện ba pha là đầy đủ luôn nha các bác. Đấy, khu vực này là khu vực dân cư đông. Thì trên đất của mình là có gồm có khoảng là 2 đến 3 căn nhà. Đây, một căn nhà chòi ở nhà gỗ thôi, nhà tạm thôi các bác. Bên kia mình có một cái căn nhà xây thì ở bên kia được bám với cái mặt đường đâu đó phải cả cây số các bác. Cả cây số á, với những cái mặt đường mà mình có nha. Em này, em đang đứng trên cái lô đất của mình đây. Cái hướng đường này này chạy thẳng ra tới đường nhựa đây này là khoảng 2 cây số, mà chạy ra tới trung tâm xã thì mất khoảng là 4,5 cây. Chỉ 4,5 cây đường ô tô thôi các bác. Đó. Đất mình ở khúc này là có một cái ao nữa này, một ao, hai ao, ba ao, bốn ao. Đâu đó khoảng là 4 đến 5 cái ao các bác. Đấy. Thì bám cái mặt đường bê tông này của mình này, hai mặt luôn. Thì tính một mặt thôi thì cái lô này nó tầm khoảng là 500m cái mặt đường này. Đó, 500m tính một mặt thôi. Còn bên kia nữa, còn cái mặt bên kia nữa nó bám theo cái ao này thì đâu đó khoảng là 400m mặt đường các bác nhá. 400m mặt đường kéo dài và tít trong kia luôn. Cái mặt ở bên kia cũng là đất của mình nhá. Mặt bên kia kìa, bên đồi bên kia cũng là đất của mình luôn. Đó, riêng cái ao này là họ tính là tính bằng tấn, tấn cá các bác. Khu dân cư trường học ngay đây luôn. Đó, trường tiểu học. Ao này thì rất là trong xanh luôn các bác. Ao này thì rất là mát mẻ. Đấy, thêm cái mặt đường này nữa nhá. Mặt đường thì tính hàng cây số. Mặt đường này thì ôm hết đất của mình, cũng là khu dân cư trong này. Đó, hàng quán thì đây, hàng quán bên này và hàng quán bên kia. Ở đây thì ngay ngã ba, ngã tư nhiều lắm. Đấy, đây ngã ba nữa này. Đấy, vào trong kia ngã ba, ngã tư này. Đấy, cái mặt đường đất này của mình á, là chạy vào trong kia thì đâu đó nó tầm khoảng cũng khoảng được 500m các bác. 500m cái mặt đường đất này nữa. Ao này cũng có cá nha. Toàn bộ là ở đây là khu dân cư đông, mà đường điện 3 pha, 1 pha, dây mạng, wifi, internet là đầy đủ nha. Kéo hết vào. Đó, đất mình thì phía bên này là toàn cá tơ thôi các bác. Toàn cá tơ. Như ranh giới là em đã có vẽ trên Flycam nha. Đường xá rất là rộng, ô tô xe tải đi lại thoải mái, mà khu dân cư, toàn bộ khu dân cư ở xung quanh mình hết. Đó, cà tơ này. Đấy, giáp với cái nhà kia. Đúng. Những cái cây cà phê cao cao ấy là của nhà người khác, còn cà tơ thấp thấp là của mình này. Đó, cũng cắm bếp rồi đầy đủ. Ở đây thì người ta đang thu gừng này. Đất mình là họ đang thu gừng các bác nhá. Đấy, riêng cái ao này của mình luôn này. Hết cái ao này, ao sạch sẽ, trong vắt à. Đó, có căn nhà, có điện đóm là đầy đủ. Sổ sách là đầy đủ nhá. Sổ riêng lô này á là có 800m thổ cư, và nó được sở hữu là 6 quyển sổ. Đó, 6 quyển sổ hồng. 800m thổ cư sẵn. Và tổng 8 hect này người ta đang đưa ra cái giá là 21 tỷ nha các bác. 21 tỷ cho toàn bộ lô đất này. Bám mặt đường thì tính bằng km rồi. Đây, bên mình là rào hết này. Rào hết toàn bộ, ôm hết cái mặt đường luôn các bác. Bên kia họ rào. Đó, cái đất của mình thì đẹp mỹ mãn luôn. Đường xá thì không phải lo rồi. Đó, ô tô vào tận nơi hết. Đó, nuôi cá rồi. Bên kia mình có một cái chòi kìa các bác. Cái chòi không biết người ta nuôi cá nuôi tôm ở bên đó.
Đó, khu vực bên mình là rào toàn bộ, kín cái ao này rồi, kín đất luôn. Cả cái khu vực ở trên đồi bên này nữa. Đó, nó ngược nắng nên là hơi tối nha các bác. Đó. Đấy. Ồ, thả cá cầm đánh bắt này. Đấy, khu vực mình là rào hết rồi. Cả cái mặt đường bên kia nữa. Rất là dài luôn. Đất mình được bám rất là nhiều mặt đường luôn. Mặt bên này, mặt bên kia. Rồi mặt bên này, mặt bên kia nha. Toàn bộ cà tơ của mình bên này đây. Người ta đang thu gừng đấy các bác nhá. Thu gừng này. Cà tơ nguyên một dải rất là đẹp. Nói chung là các bác nào chuyên về làm vườn á, tâm huyết về làm vườn ấy, thì thấy được cái lô này rất là tuyệt vời luôn. Và nữa, hoặc là các bác có thể làm trang trại nhá. Trang trại thì tuyệt vời rồi. Nước nôi thì mình riêng biệt là có 4 đến 5 cái ao. Thoải mái luôn. Mặt đường dài miên man. Đấy. Chúng các bác nào dư giả về tiền tài chính á, thì lô này thì không thể nào mà chê được. Có bác vào cũng xem rồi, nhưng mà tiếc là vì không đủ tài chính, không đủ tiền. Cứ ngồi xem cái hồ cá thôi các bác. Đấy, đất của mình thế dương luôn. Nguyên cái chỏm đồi này thế dương rất là đẹp luôn. Đi mỏi chân chưa hết đất nữa. Đấy, cá cuỗi mạnh luôn các bác. Cá cuỗi mạnh. Nguyên cái ao của mình không là cũng phải khoảng 5 đến 6 sào các bác. Nguyên cái ao luôn. Tức là ao là chưa vào sổ. Họ đang chuyển đổi thêm cái ao này vào cái sổ trên này nhá. Đó, thì đang làm rồi. Tức là bây giờ các bác mua vào là mình họ cho luôn cái ao này các bác. Đó, họ cày gừng. Thì dương rất là đẹp luôn. Cà tơ nữa, toàn bộ thôi. Trên này đất của mình thấy cao thì nhìn xuống thì tuyệt vời luôn. Đất kiểu đất đồi bằng các bác. Đấy, khu vực đất của mình này, nhìn không hết đất luôn. Trong đó là cũng trồng mít này. Đây, mít đây. Cái mít này, đó. Đấy, toàn bộ cái ao của mình đây. Một ao bên này, một ao ở giữa đất này. Và hai cái ao ở khúc đằng kia nha. Đó, còn bên kia mình có một cái căn nhà xây nữa. Đây này, cái căn nhà này của mình luôn này. Em bay flycam thì em cũng chỉ rõ chi tiết cho các bác rồi đó. Đấy, bếp cắm như thế này là xung quanh vườn hết. Này cũng rất là bài bản nhá. Cà phê tơ. Các thứ là đứng ở đây là không nhìn hết đất được của mình. Đó, toàn bộ cái diện tích đất của mình khá là lớn các bác. Nguyên cái khoảng giữa này này. Từ đầu đường bên này cho tới mút cái bụi cỏ nâu đó là hết. Hết cái phần giữa đất của mình. Đó, đất của mình 3 phần luôn. Phần bên này, phần giữa và phần bên kia. Bên kia đồi cũng là đất, bên kia đồi cũng là đất của mình. Đấy, cái con đường rất là rộng này. Xe máy người ta đi này. Đấy, mình hai mặt tiền bên này và bên kia luôn. Đó. Rồi, đường điện chiếu sáng ban đêm là cũng có hết nha. Đó, những cái bóng như thế này, bóng đèn tròn. Một pha, ba pha là đầy đủ. Đây, có cả thuyền các bác này. Đấy. Có, họ làm cho một cái căn nhà nội này. Cái thuyền này. Ao nước thì vi vu luôn. Mặt đường thì đi mỏi chân luôn các bác. Đường bê tông, đường đất thì cũng chả sợ bị
lầy lội dính dấp gì đâu. Đây là những cái bụi xả các bác này. Bụi xả. Nói chung là bây giờ em quay sơ bộ thôi các bác. Các bác thấy được cái đám đất vừa ở dưới đất vừa ở trên cao rồi. Đó thì các bác nếu mà thích lô này cứ vào xem thực tế luôn. Rồi chủ đất chỉ bờ ranh bờ cõi cho mình. Đó. Ba thửa, 1 2 3 bên kia đổi lên tới cái đỉnh bên kia luôn. Đó lên tới đỉnh bên kia luôn, chạy dài qua bên này. Đó. Có con đường là từ ngay cái bờ đất đây rồi các bác này. Chạy thẳng lên cái đám đất của mình luôn. Con đường đó, còn cái con đường dưới là con đường đi vào hộ dân trong này. Đó. Toàn bộ là đường đi thông thuộc hết. Rồi, ao nào cũng có cá luôn. Chủ đất đầu tư cũng rất là bài bản nha các bác. Đó thì đất là thuộc xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sổ sách là đầy đủ. Thổ cư, thổ kéo là đầy đủ luôn. Nhà cửa sẵn luôn. Đấy, cần thiết thì mình về mình xây nhà khác mình ở. Đấy, cái thế đất này nó thế dương rất là đẹp nha các bác. Thế dương lài lên trên này. Rất là đẹp luôn. Đó, đất của mình đường ôm vòng quanh luôn. Đây, cái đường máy cày đi thẳng vào đất mình này. Hai bên là bụi xả này các bác này. Hai bên bụi xả, đây cái đường này. Đó. Đấy. Đất cực kỳ đẹp luôn. Mà lại ngay khu dân cư nữa. Giá này thì nó rơi vào là khoảng 260 một sào các bác nhá. 260 một sào cũng khá là rẻ các bác. Quan tâm thì cứ vào trực tiếp chủ đất mình trao đổi thêm. Quá đẹp rồi. Cái đường đi vào trong đất mình luôn. Đó. Đường điện. Đấy, dân cư ở đông chứ không phải là ở rải rác nữa. Đấy. Đây, mình có cái ao này và ao này của mình luôn này. Đấy, thì đất của mình là có cái ao bên kia, nhà bên kia nha. Ao bên kia, nhà bên này. Đất đằng sau luôn. Và đất đằng trước lên tới tận kia luôn. Đây, buổi chiều nên là hơi chói nha. Đất của mình ôm lên tới cái mỏ cái cây kia luôn kìa. Từ dưới này chạy lên kia, ôm thẳng xuống đây. Ôm cái nhà này, ôm trên đồi này luôn. Nửa cái đồi này. Đó, ôm nửa cái đồi này. Đó, ôm toàn bộ cái ao. 5 cái ao nha. Chỗ này là 1, 2 này. 3 cái ao. Ao đối diện nhà bên kia nữa. Và cái ao lớn nhất ở ngoài kia. Và cái ao ở ngay trước hồi nhà các bác nhá. Ngay đầu hồi nhà. Tổng là 5 cái ao. Một cái lô đất mà đường, điện, nước đầy đủ. Nói chung là không thể chê được cái gì rồi. Đất ở bên kia là mình vẫn có nữa nhá. Đấy, từ dưới này chạy vòng lên trên cái cây cao cao này, đột thẳng xuống ôm cái nhà này. Đấy, toàn bộ diện tích đất này, cả tơ của mình luôn. Đó thì tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Cho bác nào thích làm vườn này, và trang trại nữa. Đường xá thì người ta rào hết rồi. Đấy, nhà bên này mình cũng có một căn nhà nữa này, nhà xây nha. Đấy, tới cái bụi bông nâu này. Bông nâu của cây mì đó nha. Đây. Xe tải và chở gừng này các bạn này. Hai chiếc luôn. Đấy, đường xá nó ngon lành hết rồi nên là đi lại thì dễ dàng. Đang thu hoạch gừng các bác. Hai chiếc xe tải và chở gừng. Đấy. Đây,
gừng đóng bọc hết rồi. Đấy, các bác nào thích vườn cây ao cá thì rất là tuyệt vời luôn. Kia có cây ôi cây, rồi cây sim này. Cái này là chủ họ để cho con cái về họ làm á, nhưng mà giờ con cái không làm nên là họ bán nha các bác.